Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai được các địa phương, ban ngành tổ chức. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của Lào Cai giai đoạn từ khi thành lập cho đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo các sở, ngành, huyện và thành phố. Theo báo cáo của Bộ Công an, thì tính đến thời điểm tháng 5 năm 2017, toàn quốc đang có 824 mỏ cát, sỏi được cấp phép. Qua công tác đấu tranh cho thấy một số hành vi vi phạm thường được các đơn vị thực hiện như không thả phao xác định mốc giới mỏ để khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, lợi dụng địa bàn giáp danh để khai thác sang địa bàn tỉnh khác, khai thác vượt quá khối lượng và số lượng phương tiện cho phép, khai thác ngoài thời gian quy định. Qua 3 tháng thực hiện đợt cao điểm chống hành vi vi phạm khai thác cát sỏi trái phép, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 3.200 vụ việc, đấu tranh làm rõ và xử lý 925 đối tượng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền trên 17 tỷ đồng, tịch thu 32 tàu, thuyền hút cát và trên 22.000 mét khối cát. Đối với tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 6 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đang có 81 đơn vị được cấp 95 giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực. Riêng về cát sỏi, chỉ có 23 đơn vị được cấp 25 giấy phép thăm dò khai thác cát sỏi đang còn hiệu lực với tổng sản lượng 326.000 mét khối cát sỏi trên năm để cung cấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý nhà nước về khoáng sản và khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, tại nhiều địa phương, tình trạng khai thác cát lậu vẫn có diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm ngày càng lộng hành, manh động hơn. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và các địa phương cần làm tốt việc quản lý chặt chẽ tình hình khai thác cát sỏi trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tới môi trường, sạt lở ven sông suối. Đối với các vụ việc vi phạm quy định về khai thác cát sỏi trên sông suối, các địa phương cần xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật để tạo tính răn đe. Đối với những địa phương vẫn để xảy ra tình trạng khai thác trái phép cát sỏi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, ngày 6 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã tổ chức hội nghị lần thứ 10. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 được tổ chức theo hình thức đổi mới, không nghe báo cáo tại hội trường mà dành phần lớn thời gian cho việc tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 20 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lào Cai. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần tập trung, phân tích những nguyên nhân tồn tại và đề ra giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, với chủ trương tập trung cho cơ sở, dự báo đúng tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng ấn tượng ở mức trên 10%, đưa Lào Cai vào top có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai tại khu vực 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.
Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đã qua trong năm 2017. Những tồn tại hạn chế này đã được các đại biểu tập trung phân tích, trong đó nêu rõ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nguồn lực đầu tư hạn chế, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa khó khăn. Về mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nhiều ý kiến kiến nghị cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2017-2018, quan tâm đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động nắm tình hình từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần đẩy mạnh các giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị cũng được đề cập để tổ chức thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần sôi nổi, sự chuẩn bị chu đáo của các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề nêu tại hội nghị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc triển khai các nhóm nhiệm vụ tuy đã chủ động nhưng việc triển khai có nơi có lúc còn lúng túng, kể cả các ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương. Việc gắn kết giữa cấp cơ sở với cấp huyện và các ngành chưa thực sự hiệu quả, cần phải được tăng cường, tháo gỡ để có đổi mới về chủ trương và giải pháp thực hiện. Chúng ta cũng đã chủ động trong cái chương trình kế hoạch, nhưng trong quá trình tác nghiệp điều hành cũng còn chỗ này chỗ khác là chậm trễ, vướng mắc, lúng túng. Đấy thì có thể có một cái nhận xét như vậy. Nguyên nhân, một là người đứng đầu cũng chưa thật sự quyết liệt. Hai, đội ngũ cũng chưa có cái cơ chế, cái tinh thần trách nhiệm để hết lòng, hết sức, minh bạch. Chúng ta phải đánh giá xem, một là vai trò lãnh đạo, những chủ trương của chúng ta có vào cuộc sống hay không. Bàn rất nhiều chương trình, đề án, họp hành này khác, có vào cuộc sống hay không thì tự mỗi chúng ta. Đấy, cấp lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tôi mong muốn là chúng ta nhìn nhận vấn đề đó. Đây chính là nhìn nhận ở cơ sở, để tập trung cho cơ sở đấy. Thì chủ trương, chính sách, giải pháp của chúng ta như thế nào? Có vào cuộc sống hay không? Có phù hợp hay không? Đấy. Thì đấy, các ông chí phải từng góc độ một có cái đánh giá này. Trong bối cảnh chung tăng trưởng kinh tế hết sức khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng chính sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp sẽ là nền tảng, là cơ sở quan trọng tạo nên sự tăng trưởng, tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện, vững bước trong chặng đường còn lại của cả năm 2017. Thời gian tới, tại Lào Cai sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, với tinh thần khí thế mới, đây sẽ là dịp để cả hệ thống chính trị cùng thi đua lao động, sản xuất để cống hiến và đóng góp cho sự bứt phá mạnh mẽ của Lào Cai trong cả giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu vào chiều thứ hai hàng tuần, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí để thông tin định hướng kịp thời về sự phát triển cùng những vấn đề diễn ra tại địa phương. Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 5 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã long trọng tổ chức lễ khởi công công trình trụ sở trung tâm hành chính mới của huyện. Đây là một trong những công trình được địa phương lựa chọn khởi công nhân kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai, 12 tháng 7 năm 1907, 12 tháng 7 năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Yên cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Dự án trụ sở khu hành chính mới huyện Bảo Yên có tổng diện tích sàn trên 10.000 m2, có khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc cho khoảng 250 cán bộ và các điều kiện dự trữ phát triển trong tương lai.
khu đất xây dựng công trình nằm giữa trung tâm dự án quy hoạch khu hành chính mới huyện Bảo Yên. Công trình bố cục công năng thành 3 khối, khối nhà chính 6 tầng là khu làm việc của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, hai khối nhà 3 tầng là khu làm việc của các đơn vị sự nghiệp, bộ phận tiếp dân, các ban đảng. Với thiết kế hiện đại, công năng sử dụng văn minh, công trình vừa phù hợp với giao dịch hành chính, đồng thời tạo các hướng tiếp cận gần gũi, thuận tiện với người dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh khẳng định, trụ sở khu hành chính mới của huyện Bảo Yên sẽ là một điển hình của tỉnh, không chỉ tăng cường tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước ở địa phương, mà còn là hạt nhân trong dự án phát triển đô thị dọc theo tuyến quốc lộ 279, tạo động lực phát triển cho Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng trung tâm hành chính phải có giải pháp thực sự khoa học và hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm nhất. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý. Đồng chí khẳng định, sự đồng thuận cao của nhân dân chính là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của quá trình triển khai dự án. Việc giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư phải hết sức chú ý và đi trước một bước, có sự đồng thuận cao, không để xảy ra thắc mắc, đơn thư, vân vân. Thì quy trình đồng chí làm chặt chẽ cho, tuyên truyền vận động chế độ chính sách làm tốt cho. Và gắn với cái đô thị mới này, thì cái tái định cư cũng chính là một phần của đô thị. Thì tôi đề nghị là những nơi bố trí là đô thị, là đất ở, thì những nơi nào mà thuận lợi nhất, đẹp nhất thì tạo điều kiện bố trí tái định cư cho các hộ phải di chuyển ở tại khu vực này và sớm làm việc này. Đề nghị các đồng chí hết sức chú ý cho. Bởi vì thành công của cái đô thị mới, của cái khu hành chính này chính là thành công của sự đồng thuận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Bảo Yên phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, tổ chức quản lý, giám sát quá trình triển khai dự án theo đúng thiết kế, kỹ thuật, đặc biệt là phải có kế hoạch cụ thể và chủ động về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu thi công. Về phía nhà thầu cũng phải áp dụng các phương án, giải pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đưa công trình vào hoạt động theo đúng cam kết. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai và chương trình giao lưu văn nghệ tại giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia năm 2017. Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai gồm 5 tiết mục: Hào khí Việt Nam, Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên, Khúc tự tình vùng cao, Thương nhau tìm về và Lào Cai ngày nắng mới, với sự tham gia của các diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh. Chương trình văn nghệ giao lưu tại giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia năm 2017 sẽ có 12 tiết mục với sự tham gia của các diễn viên đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các tiết mục được lựa chọn đều mang đậm bản sắc Lào Cai và thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam, Trung Quốc. Chương trình giao lưu văn nghệ sẽ được tổ chức vào tối ngày 7 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp trở lại Lào Cai tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai, gia đình nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt, con trai cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh một số tư liệu hiện vật có ý nghĩa do cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại. Theo đó, trong đợt này, gia đình cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh thêm một cây sáo bầu cải tiến, một cây sáo mông cải tiến, một cuốn sổ ghi chép và một số bản nhạc do cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại. Qua đó nâng tổng số hiện vật mà gia đình hiến tặng cho bảo tàng lên hơn 20 hiện vật. Trong đó đáng chú ý là cuốn bản vẽ sơ đồ kích thước sản xuất, cải tiến nhạc cụ dân tộc tỉnh Lào Cai. Cuốn sách này có ghi lại toàn bộ hướng dẫn cách làm, kích thước, nguyên vật liệu sản xuất để có thể chế tạo hàng loạt các loại nhạc cụ dân tộc cải tiến như sáo bầu, sáo ghép, kèn pí lẻ, đàn môi và một số bản nhạc do nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh sáng tác và thể hiện như Đêm trăng bản mèo, Hẹn hò, Lào Cai mùa xuân gọi bạn, Chợ phiên Bắc Hà. Những cái hiện vật này thì gia đình hiến tặng cho bảo tàng là để cho tất cả những cái khách du lịch của cả nước và thế giới đến thì biết đây là nơi sản sinh ra những nhạc cụ đã được cải tiến và đưa lên sân khấu chuyên nghiệp, và họ biết là ở Lào Cai chúng ta là có một cái nền văn hóa rất là độc đáo và khoe được cái bản sắc của dân tộc chúng ta. Lương Kim Vĩnh là nghệ sĩ duy nhất của Lào Cai cho đến thời điểm này được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngoài ra, ông còn được nhận huân chương lao động hạng 3, huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam,
giải thưởng văn học nghệ thuật Phan Xipang của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và nhiều giải thưởng huy chương vàng nghệ thuật cho các tiết mục sáng tác biểu diễn sáo mông cùng các nhạc cụ dân tộc thiểu số. Vì vậy, những hiện vật, tư liệu do nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại có ý nghĩa quan trọng, có giá trị, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thành lập vào ngày 12 tháng 7 năm 1907 cho đến trước cách mạng tháng 8, ở Lào Cai có khá nhiều công trình như đường sắt Việt Điền, mỏ Apatit hay khu nghỉ dưỡng Sapa được mọc lên. Mặc dù được xây dựng với mục đích khai thác thuộc địa, nhưng cũng có tác động to lớn trong việc kết nối Lào Cai với các địa phương trong cả nước và đưa Lào Cai trở thành một cửa ngõ giao thương quan trọng với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Sau đây mời quý khán giả cùng tìm hiểu về Lào Cai giai đoạn từ khi thành lập tỉnh đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 12 tháng 7 năm 1907, toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định 288 thành lập tỉnh dân sự Lào Cai. Tên tỉnh được đặt theo địa danh đóng tỉnh lỵ, nguyên chữ là Lão Nhai, nghĩa là phố cổ, phát âm tiếng giấy và quan thoại là Lào Cái, người Pháp phiên âm là Lao Cay. Người Việt đôi khi phát âm là Lao Cai, nhưng phổ biến nhất là Lào Cai. Qua 110 năm, cái tên thân thuộc ấy được giữ tới ngày nay. Sau khi thành lập, tỉnh dân sự Lào Cai còn được tiếp tục điều chỉnh nhiều lần về địa giới hành chính. Đến năm 1930 mới ổn định chính thức, gồm hai châu Thủy Vĩ và Bảo Thắng, bốn đại lý Bát Sát, Mường Khương, Pa Kha, Phong Thổ và địa khu Sapa. Dù đã thiết lập chế độ hành chính dân sự, nhưng vùng nông thôn rộng lớn của Lào Cai ngày đó vẫn nằm dưới sự cai quản của các dòng họ thổ ti, thao túng chính quyền đến cấp tổng ở các châu Bảo Thắng và Thủy Vĩ. Đặc biệt, ở Mường Khương, Pa Kha, Bát Sát, các dòng họ thổ ti lớn vẫn cha truyền con nối làm đại lý giúp người Pháp vơ vét, bóc lột đồng bào thông qua việc thu sưu thuế, độc quyền phân phối muối ăn và thuốc phiện. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Lào Cai là tỉnh miền núi được đầu tư xây dựng các hạ tầng hiện đại sớm nhất. Từ cuối thế kỷ thứ 19, đường thủy Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai đã được khai thông và chạy bằng tàu hơi nước nối sang tới cảng Mạn Hảo của tỉnh Vân Nam. Tỉnh lỵ Lào Cai được bắt đầu quy hoạch từ năm 1900, bao gồm bốn phố Tân Bảo, Tân Tèo, Cốc Lếu và phố mới. Khi mới thành lập có 2.000 dân, đến những năm 1940 đã có 12.000 dân. Lào Cai cùng với Hà Nội, Hải Phòng là ba đô thị đầu tiên ở miền Bắc có nhà máy điện và hệ thống chiếu sáng đường phố. Khu nghỉ mát Sapa được bắt đầu quy hoạch xây dựng từ năm 1903 đến những năm 1940 được coi là thủ phủ mùa hè của toàn xứ Đông Dương. Đặc biệt, công trình đường sắt Việt Điền được khảo sát xây dựng từ năm 1899 tới năm 1910 đã thông toàn tuyến từ Hải Phòng, Hà Nội lên Lào Cai sang tới Côn Minh. Đường sắt Việt Điền cùng với kênh đào Suez và kênh đào Panama được coi là ba kỳ quan kỹ thuật nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Công trình huy động tới hơn 200.000 lượt dân phu, trong đó có 12.000 người đã tử nạn vì bệnh dịch và tai nạn. Như cách mô tả của một sử gia, mỗi chiếc đinh là một giọt máu, mỗi thanh tà vẹt là một xác người. Những công trình nêu trên, mặc dù được xây dựng với mục đích khai thác thuộc địa, nhưng cũng có tác động to lớn trong việc kết nối Lào Cai với các địa phương trong cả nước và đưa Lào Cai trở thành một cửa ngõ giao thương quan trọng với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, Lào Cai là địa bàn đi về hoạt động cách mạng của những đảng viên trong chi bộ Vân Quý, xây dựng cơ sở quần chúng cách mạng dọc tuyến đường sắt Việt Điền. Tuy nhiên, do thực dân khủng bố và do các đảng viên hoạt động trên tuyến đường sắt thường xuyên di biến động, nên ở Lào Cai chưa thành lập được tổ chức cơ sở đảng. Sáng nay ngày 6 tháng 7, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản gọi tắt là JICA do ông Nakagawa, Phó trưởng nhóm tư vấn hỗ trợ dự án phát triển nông thôn dựa vào kết quả tại Việt Nam làm trưởng đoàn,
đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm đánh giá tiến độ, hiệu quả triển khai dự án tại Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Dự án phát triển nông thôn dựa vào kết quả được triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2022 bằng nguồn vốn JICA. Dự án đã triển khai các hoạt động khuyến nông và hoạt động xã hội với tổng vốn đã giải ngân đạt gần 20 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn dự toán đầu tư cho dự án là 334 tỷ đồng. Qua hơn một năm thực hiện, dự án đã được tỉnh Lào Cai triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Thể cho biết, thông qua dự án, nông dân tỉnh Lào Cai có thêm cơ hội được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tư duy và phương thức canh tác tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án có phát sinh một số hạng mục chưa thực sự phù hợp với mục đích của dự án đề ra. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đã đề xuất với JICA thay thế 8 danh mục công trình gồm 5 công trình kè, 3 công trình thủy lợi với tổng vốn đầu tư 191 tỷ 500 triệu đồng để dự án đầu tư thực sự mang lại hiệu quả. Tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị với đơn vị tài trợ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động tại tỉnh Lào Cai và thúc đẩy phê duyệt dự án phát triển nông thôn dựa vào kết quả. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nakagawa, Phó trưởng nhóm tư vấn hỗ trợ dự án phát triển nông thôn dựa vào kết quả tại Việt Nam, mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp và tổ chức triển khai dự án đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nội dung đã đề ra. Đối với đề xuất của tỉnh Lào Cai về 8 danh mục công trình cần thay thế, ông Nakagawa khẳng định sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất. Ngày 6 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Qua 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các bên đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả, lan tỏa sâu rộng như vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh biên giới, tích cực thực hiện các phong trào như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị của hai bên đã cung cấp cho nhau các thông tin liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động của các đối tượng tàng trữ sử dụng thuốc nổ để khai thác lâm thủy sản trái phép, tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục vào Việt Nam qua biên giới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhất trí cùng ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới. Sáng ngày 6 tháng 7 tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đã bất ngờ xảy ra một trận lũ ống gây thiệt hại khá nặng nề về cơ sở hạ tầng nông thôn, hàng chục hecta lúa vừa gieo mạ đã bị ngập úng, vùi lấp, 23 hộ dân bị sạt ta luy dương vào nhà, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Theo bà con bản Nà Khương cho biết, từ chiều ngày 5 tháng 7, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài. Sáng ngày 6 tháng 7, nước suối bất ngờ dâng cao. Toàn bộ cánh đồng rộng trên 10 hecta của bản bị nước ngập cao trên 1,3 mét. Trong đó, nhiều diện tích lúa bà con vừa gieo xạ được 2-4 ngày. Lúc mưa to ấy là lúc hồi 7 giờ sáng ấy, thì mưa to, lú to lên ngập hết chỗ này lên trên này, ngập hết. Toàn bộ giống thì xuống hết rồi, bây giờ không có giống nữa. Mà đi mua ở chợ cũng không có, họ lấy đi hết rồi. Theo báo cáo nhanh của xã Nghĩa Đô, về cơ sở hạ tầng có gần 50 mét kênh mương bị gãy đổ, 6 tuyến đường bê tông, đường giao thông nông thôn bị sạt lở với hàng trăm mét khối đất đá. Về sản xuất có trên 10 hecta bị ảnh hưởng. Trong đó có gần 4 hecta ruộng lúa bà con vừa mới gieo xạ bị nước ngập, vùi lấp. Trên 5.000 mét vuông ruộng cạnh suối bị sạt lở, cát vùi lấp, khó có thể khôi phục sản xuất trong vụ này. Ngoài ra, có trên 1 hecta đất đồi rừng bị sạt, 3 đập ao thả cá bị vỡ, nước tràn qua. Trước tình hình trên, xã Nghĩa Đô đã huy động lực lượng tại chỗ, nòng cốt là lực lượng dân quân đến các gia đình bị đất sạt, giúp đỡ khắc phục hậu quả, thống kê rà soát xác định mức độ thiệt hại, chủ động giống phân bón để gieo cấy lại những diện tích ảnh hưởng nặng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước từ thượng nguồn đổ về các ngầm tràn và các ta luy yếu sẽ trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên các tuyến tỉnh lộ 151, 156, 158 qua địa bàn các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bát Sát có nhiều ngầm tràn tiềm ẩn nguy hiểm mùa mưa lũ.
Theo những người dân địa phương, năm nào cũng vậy, các ngầm tràn trên đều bị mưa lũ nhấn chìm ít nhất 5 đến 6 lần, mỗi lần gây ách tắc cả ngày trời. Việc người dân bất chấp nguy hiểm vượt qua các ngầm tràn trong mùa mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm và trên thực tế đã có không ít hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai có địa hình bị chia cắt, mật độ sông suối dày đặc, đường đèo dốc chạy qua nhiều khu vực có vực sâu, núi cao luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa lũ. Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết không cho người dân cố ý vượt ngầm tràn khi nước lũ dâng cao, chảy xiết, tránh những thiệt hại thương tâm về người. Tại các khu vực gần sông suối cần có hệ thống biển báo cảnh báo, các xã, thôn bản có ngầm tràn cần tổ chức giám sát, theo dõi, túc trực thường xuyên, xử lý các sự cố trong phạm vi khả năng. Mỗi người dân cần tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt sông suối khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, đêm về sáng ngày 6 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ và vùng hội tụ gió trên cao, nên Lào Cai có mưa vừa tại Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên. Hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ, gây thời tiết xấu tại Lào Cai. Dự báo mưa đợt này khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp và khó lường, người dân các địa phương cần đề phòng sạt lở đất đá trên các đồi núi dốc, các khe suối nhỏ, phòng ngừa lũ quét xảy ra vào ban đêm, vùng thấp, vùng trũng cảnh giác với ngập úng. Chủ các hồ thủy điện, hồ chứa nông nghiệp tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa để điều tiết xả lũ đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho hồ đập, các vùng hạ du. Liên quan đến vấn đề thiên tai, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Bàn, 6 tháng đầu năm địa phương này đã bị thiệt hại trên 5 tỷ đồng do hậu quả của thiên tai. Cụ thể, có 61 nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó có 6 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 3 điểm trường học bị hư hỏng mái nhà. Tuyến đường 151B tại xã Nậm Dạng, đất cát vùi lấp khoảng 150m, trên 1 km kênh mương thuộc 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Riêng về sản xuất nông nghiệp, đã có gần 120 hectare lúa bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, có 9,7 hectare bị thiệt hại trên 70%, 26 hectare rau màu bị ngập, 3 con trâu tại xã Dương Quỳ bị nước cuốn trôi, 0,6 hectare ao bị lũ cuốn vỡ bờ. Trước đó, do nắng nóng, tại huyện Văn Bàn cũng có trên 1 hectare lúa bị thiệt hại trên 70%. Diện tích ngô bị thiệt hại 267,43 hectare, trên 5.000 cây quế mới trồng tại xã Sơn Thủy bị chết. Ước tổng thiệt hại do thiên tai trong 6 tháng tại Văn Bàn khoảng 5 tỷ 324 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.